Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian tôi đi làm chương trình ở các tỉnh Tây Nguyên, tôi có đến thăm một cái cơ sở đá rất nổi tiếng, đó là Đăng Tâm Đá Quý, thuộc thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Và bây giờ chúng ta đã đi đến thành phố Gia Nghĩa, rồi sau di chuyển đến cơ sở đá quý Đăng Tâm, chúng ta sẽ được thưởng lãm hết sức ngỡ ngàng với những cái sản phẩm đá quý, đá phong thủy của cơ sở nổi tiếng ở vùng Tây Nguyên. Vâng, và theo hướng thành phố Gia Nghĩa đi Sài Gòn qua bến xe liên tỉnh thì đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đó là ngã tư đường tránh thành phố Gia Nghĩa. Vâng, thì ở phía bên tay trái chúng ta đó chính là cơ sở đá quý, đá phong thủy Đăng Tâm. Bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta sẽ đến tham quan, thưởng thức giá trị của những cái viên cái tác phẩm đá quý, gỗ hóa thạch. Vâng, không gian nằm trên ven đường quốc lộ 14, cho nên là cái mật độ xe đi lại cũng khá đông. Bảo tàng thiên nhiên Đắk Nông trưng bày, lưu trữ, tham quan, nghiên cứu đá quý, đá phong thủy và đồ gỗ. Đây là những cái hình ảnh của bảo tàng thiên nhiên Đắk Nông. Vâng, và chúng ta thấy trên cái affix quảng cáo, trên logo của bảo tàng thiên nhiên Đắk Nông có hai cái số điện thoại, và cũng chính là số Zalo và Facebook, nickname là Gỗ Đá Đăng Tâm. Ôi trời, đẹp quá, long lanh sáng rực. Vâng, đúng lúc tôi đến thì anh chủ cũng ở nhà. Vâng, xin chào anh. Chào anh Nguyễn Đăng Tâm. Dạ. Vâng. Chào bác. Dạ. Mời bác. Vâng, anh cứ làm việc đi. Cho Đỗ Sinh tham quan một chút hả? Dạ. Sau đó thì chú cháu mình trao đổi đúng không? Dạ. Rồi. Vâng, và qua một cuộc gọi điện thoại của anh Nguyễn Đăng Tâm, hôm nay Đỗ Sinh đã nhân cái sự kiện đi vào với triển lãm và trưng bày sinh vật cảnh của thành phố Ban Mê Thuật Đắk Lắk. Tôi đã di chuyển về đến Đắk Nông, về với cơ sở đá quý Đăng Tâm, và chúng ta cùng nhau thưởng thức những nét đẹp của một cái khu trưng bày, một bảo tàng đá quý Đăng Tâm. Và vừa rồi anh cũng có tiết lộ với Đỗ Sinh vừa nhận một cái bằng xác lập kỷ lục. Vâng, bây giờ anh có thể cho anh em yêu đá quý trên cả nước được thưởng thức cái niềm vui chung của anh, đó là cái bằng xác lập kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam. Vâng, mình xin cái nội dung thật đẹp quá nhỉ, rất là trang trọng. Đấy.
Tôi đọc cái nội dung cho anh em nghe này. Liên minh kỷ lục thế giới, Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam xác lập kỷ lục ông Nguyễn Đăng Tâm với nội dung là tinh hoa và năng lượng đại ngàn, có bộ sưu tập đá núi lửa xuất xứ từ Đắk Nông có kích thước lớn với số lượng nhiều nhất. Thời điểm xác lập kỷ lục là ngày 21 tháng 5 2024. Thế thì anh nhận được cái tấm bằng kỷ lục này để chuyển về đến đây được lâu chưa anh? Dạ, vừa chuyển đến mấy hôm anh ạ. Được vài ngày. Dạ. Vâng. Thay mặt Hội đồng biên tập tổ chức kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Vietkip Lê Trần Trường An đã ký. Và bên này là thay mặt Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam, Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, luật sư Nguyễn Văn Viễn. Trang trọng quá. Và đúng là thành quả của ông Nguyễn Đăng Tâm với tất cả những cái gì cố gắng từ cái đam mê trong cái bộ sưu tập đá núi lửa đến thành quả như thế này, chúng ta thật sự là rất là trân trọng và ngưỡng mộ. Và với cái nội dung của tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục tại cơ sở đá quý của ông Nguyễn Đăng Tâm, thì bây giờ chúng ta cùng nghe ông Nguyễn Đăng Tâm giới thiệu về cái bộ sưu tập đá núi lửa xuất xứ từ Đắk Nông. Đó là cái chủ đề của cái xác lập kỷ lục tinh hoa và năng lượng đại ngàn với số lượng kích thước và nhiều số lượng nhiều nhất. Và bây giờ là cuốn video đầu tiên chúng tôi đăng tải hình ảnh và chia sẻ với anh em chúng ta về cái cơ sở đá quý Đăng Tâm với cái chủ đề là những cái sản phẩm, những cái chi tiết, những cái tác phẩm đá, đó là đá núi lửa. Đây là cái tác phẩm đầu tiên qua lời giới thiệu của anh Nguyễn Đăng Tâm. Dạ, chào mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một khối ngọc mà nạp đỏ. Vâng. Xuất xứ là từ nguồn gốc là dòng chảy của núi lửa. Núi lửa Tây Nguyên Đắk Nông. Một màu cam đỏ rất là đặc biệt. Đẹp quá nhỉ. Dạ. Với cái trọng lượng khoảng bao nhiêu anh ơi? Viên này chính xác là 210 kg. 210 kg. Dạ. Đẹp thế chứ. Một màu sắc độc đáo và hiếm gặp. Có lẽ cái màu này nó có được mệnh danh là cái màu đẹp nhất trong trong những cái viên đá mã não. Dạ. Màu này là top đầu. Tức là top đầu. Dạ. Trong các loại màu sắc. Dạ. Ngoài ra là có những viên san ngọc, tí nữa em sẽ giới thiệu. Vâng. Thế còn tôi quan sát cái mặt phía bên đối diện tí. Hơi tối nhỉ? Không sao, nó phản ánh sáng được hết mà. Đẹp quá, màu bên này thì sẫm hơn một chút. Rồi. Thế cái vị trí này thì anh giới thiệu thêm cho anh em được tìm hiểu. Dạ, đây là cái lớp vỏ đá, lớp da đá. Da đá. Còn nguyên bản lúc núi lửa nó chảy lên nó tù lại á. Vâng. Nó tạo thành một lớp da nguyên thủy. Là em cố tình để lại để mọi người biết. Tuyệt vời. Dạ. 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 Quá tuyệt vời. Và chúng ta di chuyển đến cái chi tiết tiếp theo này. Vâng, đây là cái viên tiếp theo. Dạ, giới thiệu mọi người đây là một khối mạ nạo xanh ngọc. Vâng. Thường gọi là ngọc mạ nạo xanh đấy. Được hình thành từ dòng chảy núi lửa Tây Nguyên Đắk Nông. Đấy. Đây là có một số viên san ngọc tốt đầu Việt Nam. Vâng. Viên này là tiếp theo viên. Viên cũng lớn rồi đấy. Cái viên này còn lớn hơn này các bác ạ. Viên này là một viên gọi là khủng, to, rất to. Với màu sắc và khối lượng như viên này là tốt hiếm rồi. Khoảng bao nhiêu kg? Viên này là
tầm hơn 400 kg. Hơn 400 kg. Vâng. À, đẹp quá nhỉ. Vâng, chúng ta lại di chuyển tiếp nhỉ. Vẫn cái chủ đề là đá núi lửa nhá. Tiếp tục bên này. Tiếp theo vẫn là một viên sang ngọc ở núi lửa Đắk Nông. Thì màu đỏ, cam đỏ và màu sang ngọc là thuộc đồng. Hai vâng. Màu hiếm nhất và đẹp nhất. Có giá trị cao nhất. Vâng. Dạ. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục di chuyển đây. À, giờ đến viên tiếp theo là giới thiệu mọi người đây là một viên ngọc mã não. Vâng, ngọc mã não có màu đỏ thẫm, có hơi lai lai tím một tí. Cũng là những khối ngọc của núi lửa, những khối là đặc biệt nhất. Vâng, thế còn cái điểm trên kia nó có cái vị trí trắng trắng đó thì là dạ, nó có một cái hình trụ tường như là cái đầu của một con đại bàng. À vâng, tôi nhìn thấy rồi, tôi hình dung ra rồi. À, cái đầu cái mỏ đang hướng về phía anh đứng. Dạ. Và hay quá, rất tuyệt vời luôn. Dạ. Để chúng ta tiếp tục di chuyển nhé. À, cuốn đầu tiên chúng ta đã thưởng thức nét đẹp của một số sản phẩm về bộ sưu tập đá núi lửa xuất xứ từ Đắk Nông. À, sau đó thì chúng ta sẽ dành cho những cái cuốn video sau về những cái dòng đá khác và gỗ hóa thạch. Yeah. Là một khối mã não sắc ngọc. Và viên này thì ngũ sắc, những đá phần là màu sắc. Yeah. Chất, ủa, cái vị trí này chất nằm đẹp sướng không? Yeah. Rất tuyệt vời, long lanh. Vâng, tôi đang được quay, được ghi hình với cái bảo tàng đá quý Đăng Tâm. Tôi nghĩ trong đầu rằng đây là một cái khối tài sản khổng lồ, có giá trị rất lớn của anh Nguyễn Đăng Tâm. Vâng, bây giờ tiếp tục di chuyển anh nhỉ? Mời mọi người tiếp tục chiêm ngưỡng một khối ngọc mà não sắc. Viên này chất ngọc nó đạt rất là cao. Vâng. Hầu như là gần 100%. Xanh biếc, đẹp. Thực sự là lần đầu tiên trong đời đi khám phá những cái đam mê về đá, bộ sưu tập về đá, đá quý, đá cảnh, đá phong thủy. Thì về với cơ sở của anh Đăng Tâm này tôi thực sự là ngỡ ngàng đấy. Tôi đã không thể có cái dùng từ hơn nữa, đó là một cái bộ chơi, cái bộ sưu tập đá núi lửa mà xứng tầm với một cái tấm bằng xác lập kỷ lục Việt Nam như vậy. Tiếp tục di chuyển ở những cái chi tiết tiếp theo. Lại tiếp tục một khối ngọc mà nạo xanh trong bộ sưu tập. Những khối ngọc mà nạo xanh là khả năng là những khối cuối cùng của núi lửa Đắk Nông. Vâng. Dạ, đẹp nhất. Khối này lớn, trọng lượng và kích thước. Khối này thì khoảng độ bao nhiêu kg anh nhỉ? Hơn 200 kg. Hơn 200 kg. Có một cái dạng phía rất là đặc biệt. Vâng. À, có lẽ anh đứng nguyên đây, tôi xin kiểu ảnh. Bởi vì phía sau anh lại có một cái bức tranh, một bông hoa sen và trên đó. Không, anh cứ đứng chỗ đấy là đẹp rồi. Đấy, đứng dưới thì thấp quá so với viên đá và tôi không lấy hết cả từ dưới chân đâu. Tôi lấy cái bề ngang của cái viên đá với cái bức tranh phía trên. À, tôi ngồi xuống để lấy đốt. Úi trời ơi, đẹp không? À, một ảnh là anh nhìn vào viên đá và một ảnh anh nhìn đến đây nhá. Bây giờ chụp cái nhìn vào viên đá này. Rồi, anh nhìn đến đây đi.
Rồi, Đỗ xin chụp tiếp. Xong rồi, cảm ơn anh. Vì tôi thấy cái chỗ này anh có cái bức tranh trên tường rất hay. À, một con chim... một con đại bàng. Đại bàng. Vâng. Một cái vương miện ở giữa và một cái hoa sen. Hoa sen. Là một cái bề đỡ, một cái nền tảng. Tuyệt vời đấy. Một câu chuyện... À, thế nội dung về những về cái bộ sưu tập đá núi lửa xuất phát từ Đắk Nông thì anh còn có chia sẻ tiếp những cái chi tiết nào nữa không? Dạ, còn rất nhiều sản phẩm nữa, nhưng mà đây là một số sản phẩm đặc thù nhất. Vâng. Được trưng bày ở đây. Vâng. Và trước khi kết thúc cuốn video số 1 nói về cái bộ sưu tập đá núi lửa thì Đỗ Sinh xin phép anh tôi đưa qua một cái hình ảnh chung tổng quát của cái khu vực trưng bày anh nhỉ. Và tôi sẽ đi từ góc bên này quét tới góc bên kia để chúng ta cảm nhận được rất sang trọng. Tôi được biết thì qua một số anh em tôi đã sử dụng những viên đá quý, đá phong thủy trong gia đình, thì cái tác dụng của đá đối với sức khỏe con người qua nhiều nhà khoa học cũng như là những người chơi có kinh nghiệm nhiều năm thì được biết là nó tạo lên một cái người ta dùng từ gọi là cái sinh khí ấy. Đúng không anh? Vâng. Tốt cho về sinh khí. Rất tốt cho sức khỏe con người. Sức khỏe về vâng, và tôi đi thêm một cái hình ảnh nữa. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cuốn số 2. Đó là giới thiệu về cái mảng mà gỗ hóa thạch. Đấy. Tôi sẽ xây dựng 3 cuốn video nhé. Mỗi cuốn tôi phát trong một ngày. Để chúng ta cùng nhau chia sẻ, thưởng thức được những cái nét đẹp của đá quý Đăng Tâm. Và sẽ có những cái tham khảo, giao lưu qua số điện thoại của cơ sở đá quý Đăng Tâm. Chúng ta sẽ tìm cho mình một cái sản phẩm nào đó phù hợp với tài chính, phù hợp với cái khả năng, sở thích của mình. Chơi thật bền vững. Sau đó đến cuốn thứ 3 thì tôi sẽ chia sẻ thêm về phần gỗ, đúng rồi, gỗ và đá quý Đăng Tâm kết hợp. Anh thắp trầm đấy à? Có tí hương trầm nó sẽ rất là thơm và tinh khiết, đúng rồi. Trầm trà. Và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin khép lại cuốn video số 1 để chúng ta di chuyển sang cuốn số 2, chia sẻ nội dung về mảng gỗ hóa thạch tại cơ sở đá quý Đăng Tâm, Đắk Nông.